Xin chào các bạn đã quay trở lại với shop bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ .net. Hôm nay shop săn hàng rẻ xin giới thiệu với khách hàng mã nồi chiên 5 lít của Ganoush RL94944 ạ. Sản phẩm được bảo hành 18 tháng nha. Sản phẩm được thiết kế thân vỏ mặt trước là inox, trên là inox này. Rất là xịn đẹp, sáng bóng, dễ mà vệ sinh, và phía sau là nhựa nha. Nhựa tốt an toàn cho sức khỏe. Dung tích nồi của nó là 5 lít nên rất là sâu này, sâu to. Cái này chúng ta có thể chiên được khoảng 2 kg đồ ăn nha. Men chống dính của nó rất là tốt ạ. Và riêng đặc biệt là hàng Ganoush này có bán phụ kiện thay thế, nếu mà cái lớp giỏ chiên của chúng ta bị bong chóc theo thời gian thì chúng ta sẽ được sẽ mua được phụ kiện để thay thế ạ. Sản phẩm có công suất là 1700W nên là làm chín thực phẩm rất là nhanh. Và phía trên này nó có menu gợi ý, chúng ta có thể tham khảo thêm cái menu gợi ý này để nấu ăn cho nó dễ, hoặc chúng ta có thể điều chỉnh theo cái khẩu vị của mỗi gia đình mình nha. Cái nồi này nó thiết kế cao ạ, dung tích lớn, thiết kế cao thì nó sẽ tiết kiệm được cái diện tích cái bề ngang này khi chúng ta cất vào ngăn bàn bếp nha. Đây ạ, mình đo luôn cái đường kính của nó là tối đa cái đường kính của nó là đến 27, chiều cao của nồi là 33 đó, nên là rất là tiết kiệm được cái không gian cho nhà mình luôn đấy ạ. Đường kính của nó là 27, chiều cao là 33. Nòng rổ của nó đấy ạ, hai lớp rổ nên là chúng ta có thể tháo ra ngoài vệ sinh một cách dễ dàng luôn ạ. Chúng ta rút thẳng, ấn thẳng nha, công suất 1700W. Đây là nút nhiệt độ, đây là nút điều chỉnh thời gian. Cái nút điều chỉnh thời gian này trong cái quá trình mình sử dụng, mình hạn chế nhả ngược, ấn vặn ngược nó lại để cho nó tự nhả thì nó sẽ bền hơn nha. Sản phẩm bảo hành 18 tháng chính hãng. Khi nhận về sản phẩm chúng ta sẽ có sách hướng dẫn và phiếu bảo hành ở trong một cái túi viết như thế này. Và đây là cái vỏ của sản phẩm rất là xịn đẹp này. Đó, nhìn rất là sang chảnh, chúng ta có thể sử dụng làm quà biếu, cho tặng đều cũng rất là hợp lý nha. Hàng chuẩn chính hãng có sẵn tại shop săn hàng rẻ .net ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.